về thí sinh Mai Loan thì tôi thấy em cũng tiến bộ rõ rệt so với vòng đấu mặt, hôm nay em rất hay. Còn về Hạ Vũ, tôi nghĩ là với những gì bạn thể hiện hôm nay thì bạn đã tiến ra được đến thành phố rồi. Quá giỏi trong đội mình, hát quá hay, đúng không bạn ạ?